fantasy that you do. Hello mọi người, lại là mình đây cho anh nè. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Là con gái thì ai lại không phải trải qua những ngày dâu mệt mỏi đúng không? Ai may mắn thì có thể vượt qua nó một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà cũng có những người như mình nè, những ngày dâu á, đau đớn mà cực kỳ khó chịu luôn. Đặc biệt là 2-3 ngày đầu tiên. Lúc này thì không chỉ cơ thể mà tinh thần cũng sa sút và yếu đuối hơn hẳn những ngày khác. Cảm giác như là sức lực cơ thể bị rút cạn, dễ sinh ra những suy nghĩ tiêu cực. Thêm một điều nữa mà con gái chúng mình không hề muốn tẹo nào chính là nội tiết tố thay đổi, da dẻ thiếu sức sống, nội mấy cục mụn khó chịu, nhạy cảm hơn ngày thường nữa. Thực ra những ngày này thì mình siêu lười biếng, nhưng mình muốn quay cái video này để cùng mọi người nhẹ nhàng bước qua ngày vô âm ương này nha. Bình thường thì buổi sáng mình sẽ dậy tầm 6 giờ rưỡi đến 7 giờ, nhưng mà những ngày này thì mình thường dậy trễ hơn tầm 8 giờ kém, chuông reo thì sẽ tự động dậy rồi. Vì thói quen đi tập buổi sáng mà mình dần quên đi cái việc ngủ nướng hay là kỳ kèo với bản thân. Thay vào đó là nằm trên giường, lướt điện thoại một chút cho đầu óc tỉnh táo hơn, sau đó rời giường. Đúng như dự đoán ha, da dẻ thiếu sức sống, mà cũng đúng thôi, cơ thể mình thực sự mệt mỏi mà. Mình chỉ đánh răng, rửa mặt và skincare đơn giản, sau đó trang điểm nhẹ nhàng và ra khỏi nhà. Routine hôm nay thì sẽ không pha cà phê và ăn sáng ở nhà nữa, mà tự thưởng cho bản thân một buổi cà phê ở bên ngoài. Sở thích này thì mình lâu rồi cũng đã bỏ quên. Cùng với hành trình trưởng thành, mình thay đổi rất là nhiều. Mình chia sẻ cho mọi người qua những video daily vlog. Ai theo dõi mình lâu sẽ thấy có một đoạn thời gian mình luôn gánh chặt với các quán cà phê vào buổi sáng. Có thể là cùng một vài người bạn ngồi hàn huyên, trò chuyện đủ thứ trên đời. Cũng có thể là một mình yên tĩnh, tận hưởng những khoảng lặng gần có. Nhưng mà rồi dạo gần đây, khoảng một năm trở lại đây, thì routine cà phê buổi sáng của mình được thay thế bằng việc tập gym. Dần dần thì mình yêu thích tập luyện và có thói quen tập luyện buổi sáng. Lâu lâu thì cũng nhớ những buổi cà phê. Cho nên là hôm nay mình ghé chung cư 26 Lý Tự Trọng ở quận 1. Một quán không gọi là quen nhưng mà dạo gần đây rất là hợp ý mình. Từ không gian, nước uống, phục vụ cho đến đồ ăn, mọi thứ đều rất là tuyệt vời luôn. Đầu tiên là không gian ha, nằm ở trong chung cư cũ cho nên là nó sẽ mang một chút sự cũ kỹ. Và chủ quán thì tất nhiên cũng không muốn thay đổi điều này. 10 điểm. Nhung mảng tường màu gạch men trắng nhà cùng với những món đồ gỗ nâu trầm, dụng cụ bếp inox. Trần nhà cao giúp cho không gian thoáng, không bị bí. Vì là quán cà phê kết hợp nhà hàng cho nên là bếp mở. Ngoài để pha chế thì cũng là một không gian mà mọi người có thể quan sát đầu bếp. Mình biết đến quán này vì anh chủ là một đầu bếp và cũng là một youtuber mình khá yêu thích. Kênh của anh cũng khá là nổi tiếng đấy. Nếu như các bạn thích phong cách nấu ăn chiêu chiêu nhẹ nhàng thì chắc là biết quán này. Mọi người có thể comment phía dưới cho nhau cùng biết nha. Hôm nay thì mình cùng một người bạn ghé tới quán. Lúc này thì vẫn chưa phải giờ ăn trưa đâu, không gian còn khá vắng. Đến giờ trưa thì nó đông hơn rồi nè. Mình thích view bên cửa sổ nhìn ra đường, nhưng mà cái bàn nó hơi nhỏ, ghế thì cũng hơi đau lưng. Mình nghĩ là với tấm lưng này thì mình nên dựa vào một chiếc ghế nào đó êm ái thì tốt hơn. Ở đây thì chúng mình sẽ quét mã và order tại bàn luôn. Mình gọi một phần cà phê kem béo cho mình và bạc xỉu cho bạn. Đợt trước thì mình uống thử latte, hương vị không quá đặc sắc, nhưng mà lần này cà phê kem béo thì rất là ngon. Hương vị cà phê đậm đà kích thích tất cả các giác quan luôn. Mặc dù mình biết là mỗi kỳ dâu á, chúng mình không nên uống đồ uống có đá, nhưng mà thực sự là vẫn không thể bỏ qua được cà phê lạnh mọi người ạ. Nếu có phải trả giá thì thôi, mình cũng chấp nhận là trả giá nha. Vì cũng sắp đến giờ ăn trưa cho nên là tụi mình tranh thủ ăn luôn bây giờ. So với cà phê thì mình đánh giá cao đồ ăn ở đây hơn nha. Mình gọi một phần ramen và một phần thịt xá xíu. Hai món này thực sự chính là vitamin hạnh phúc cho ngày mệt mỏi hôm nay luôn. Trước đây vốn dĩ thì mình không thích ramen lắm, nhưng mà món này ở đây thực sự khiến mình thay đổi hoàn toàn suy nghĩ này. Nước dùng thanh ngọt, không bị béo, sợi mì thấm vừa phải, kết hợp lại rất là hòa hợp luôn. Phần thịt hầm siêu mềm, nấu chậm cho nên là mềm, khá giống thịt hộp với mọi người. Mình kêu thêm một phần dưa chua để ăn kèm để bớt ngậy nữa. Cơm xá xíu cũng vậy nha, phần thịt ướp thơm, độ mặn vừa phải. Nước xịt thiếu đặc sánh, đậm đà, ăn kèm với cơm trắng nóng hổi, cải thìa luộc. Bạn nhân viên đưa cho tụi mình hai cái chén để share ra ăn với nhau. Lúc này thì mọi người cũng bắt đầu tới giờ ăn trưa, không gian ngập tràn mùi đồ ăn luôn. Nói ra thì đây cũng là một cái điểm mà mình không ưng lắm ở kiểu bếp mở này, là nếu mà mọi người tới đây chỉ để uống cà phê thôi thì sẽ có thể là khó chịu tại vì mùi đồ ăn. Nhưng mà thôi bỏ qua đi, vì đây là một địa điểm hiếm hoi và dạo gần đây mình thực sự rất là ưng ý đấy. Sau khi ăn uống xong ở Society thì mình ghé qua Inner Corner, nằm cùng tầng trong chung cư luôn. Thực sự là biết hai địa điểm này gần nhau quá là hạnh phúc. Bởi vì với cái thời tiết Sài Gòn nắng nóng như thế này ấy, quả thật chạy xe ngoài đường không phải là một ý hay đúng không? Mình đặt hẹn 14 giờ làm gốm ở Gốm Sài Gòn. Một không gian nghệ thuật đầy lãng mạn và vẫn bình dị nha. Chiêu kinh khủng luôn. Ở đây mọi người thể tới mua những sản phẩm gốm, những món đồ thủ công như là nước hoa hay là nến thơm. Số lượng bàn ghế thì không nhiều cho nên mình nghĩ là nếu các bạn tới đây cà phê hẹn hò gặp gỡ bạn bè thì cũng là một ý hay nếu mọi người không muốn quá xô bồ. Nhưng mà lần này mục đích của mình tới đây vẫn là làm gốm và cũng lựa được một chỗ ngồi thoải mái cho chiều hôm nay rồi.
bên khung cửa sổ đầy nắng, không gian bên trong thoáng mát và yên tĩnh. Một buổi làm gốm thì sẽ có tầm hơn 10 người, mỗi người sẽ được phát một cục đất sét và dụng cụ chuyên dụng. Tụi mình được hướng dẫn các bước để tạo hình một cái sản phẩm gốm. Có những bạn thì rủ bạn bè đi cùng, lâu lâu trò chuyện với nhau rôm rã về món đồ mình sắp làm. Nhưng mà cũng có những bạn như mình nè, là tụi mình sẽ ngồi một mình thôi, không quan tâm, không giao lưu với ai. Mỗi chuyển động của đôi bàn tay thì tất cả sự tập trung của trí não sẽ dồn vào đó một cách tỉ mỉ và tinh tế, cẩn trọng nhất. Một sai lầm nhỏ thì cũng có thể khiến sản phẩm có một vết thương khó lành. Cho nên mình nghĩ làm gốm chính là một liệu pháp tinh thần và chữa lành rất là tốt. Nếu như các bạn đã quá mệt mỏi, quá đau đầu với những suy nghĩ và công việc hàng ngày thì có thể lựa chọn làm gốm nha. Mục đích hôm nay của mình là muốn làm một cái tô cắm hoa kiểu Nhật. Một chiếc tô sẽ kiểu hơi mộc mạc, méo mó một xíu chứ không quá hoàn hảo hay là trơn tru. Buổi workshop kéo dài 3 tiếng nhưng mà chưa đến 1 tiếng thì mình đã tạo hình xong chiếc tô rồi. Sau khi tạo hình xong thì tụi mình sẽ đem tô đi sấy bằng máy sấy, giúp cho lớp đất sét nó khô lại để có thể dễ dàng trang trí màu vẽ lên. Tiếp tục đó là một công đoạn đòi hỏi sự kiên trì. Liên tục xoay xoay bàn xoay đúng không? Giữ đều quạt gió để chiếc quét nó khô đều mọi mặt. Và sau đó thì mình sẽ lựa màu sơn ưng ý. Cũng không quá nhiều màu sơn đâu, nhưng mà có một cái rất hay, đó chính là mọi người, cái màu sơn mà các bạn nhìn lúc mà nó ở trong hộp sơn như thế này nè, nhưng mà khi các bạn tô lên cái sản phẩm gốm á, nung ra thì nó sẽ có một màu sắc hoàn toàn khác. Thực sự mình rất là hào hứng để mà chờ thấy thành quả đấy. Sau khi hoàn thành cái sản phẩm thì mình sẽ gửi lại để mà cửa hàng đem đi nung giùm mình. Lúc này thì thực sự là cũng hơi đuối rồi, cho nên là mình quyết định là về nhà đi ngủ mọi người ạ. Những ngày dâu thì mình luôn luôn thấy được thèm ngủ, và ngủ cũng là một liệu pháp để mà cơn đau nhanh bị lãng quên hơn. Nhưng mà trước đó thì sẽ đi tẩy trang và tắm rửa một chút. Sau khi ra ngoài một ngày trang điểm bụi khói ngoài đường thì tất nhiên là phải tẩy trang. Mình vẫn dùng em Senka Acne Care này. Em này được claim là giảm 93% tác nhân gây mụn tức thì luôn. Theo mình được biết thì em này chứa thành phần vàng trong làn ngăn chặn mụn như là 0,5% salicylic acid nè, giúp loại bỏ dầu thừa trên da. Đây là một trong những nguyên nhân mà gây bít tắc lỗ chân lông và gây mụn ấy. Ngoài ra thì còn có hoa cúc nè, giúp gán viêm, thanh lọc da. Bạn nào mà sợ dùng nước tẩy trang khiến da bị khô hay là sớm lão hóa do mai sát á, đừng lo nha, vì Senka có công nghệ Aqua Moist X giúp giảm ma sát và đồng thời thì cũng có bổ sung HA và tinh chất tơ tằm giúp làm mịn hơn á. Và quan trọng nhất, nếu các bạn da mụn và da nhạy cảm thì yên tâm là em này sẽ rất là lành tính luôn, không cồn nè, không paraben và hương liệu nha. Xong xuôi rồi, bây giờ thì mình sẽ đi ngủ. À, một bí kíp nha, để các bạn ngủ trưa hay là ngủ buổi chiều mà không bị mệt, đó là các bạn hãy đặt báo thức ngủ tầm 45 phút cho đến 1 tiếng thôi. Đây là một cái khoảng thời gian đẹp nhất cho giấc ngủ ngắn hạn, để các bạn ngủ dậy không bị đau đầu và rất là sảng khoái. Còn nếu các bạn ngủ ít hơn hay là ngủ nhiều hơn cũng có thể làm cho cơ thể mệt mỏi hơn đấy. Dạo gần đây á, nếu mà mình đi làm thì em mình sẽ tự nấu bữa tối và mình cũng ít khi ăn tối ở nhà, tại gần đây hay quay ăn uống ở ngoài nhiều. Nhưng mà hôm nay thì tranh thủ ngày nghỉ, chị em mình quyết định làm thịt luộc cuốn bánh tráng. Mỗi lần ăn món này không hiểu sao cứ thấy lạ lạ và thiếu thiếu mọi người ạ. Hóa ra là vì rau sống ở Sài Gòn thì khác nhiều với rau sống ở quê. Rau ở quê thì đơn giản nhưng mà có một hương vị gì đó đặc biệt, khác biệt hơn so với rau mình vẫn hay mua hay ăn ở siêu thị. Có thể là thiếu chút giá, thiếu một chút bắp chuối, ngò, rau thơm. Nhưng mà bù lại thì hôm nay thịt ngon nha, tranh thủ còn nóng hổi bốc khói đem ra ăn với bánh tráng, rau sống và dưa leo. Cứ như vậy thì bữa tối đơn giản của chị em mình đã hoàn thành và một ngày của mình cũng như vậy mà kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau trên kênh của mình nhé. Bye bye.